Ở đời, không ít người tự hỏi vì sao con người khổ sở và bao giờ mới hết khổ đây? Có những câu hỏi này cũng chỉ vì chúng ta chỉ mới thấy cái ở hiện tại mà không còn nhớ mình đã từng sai phạm những gì trong quá khứ. Nhưng đó là nội dung chính mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn ngay sau đây. Có một vị đệ tử nọ, sau một thời gian dài, ở bên một vị thiền sư, đã học được cách quan sát tốt hơn về cuộc sống. Có lần, cậu hỏi thầy mình, vì sao con người lại khổ sở? Thiền sư mỉm cười, rồi con sẽ hiểu ra điều này thôi, lúc này không cần quá nóng vội đâu. Một ngày nọ, hai thầy trò đi qua một cái ao, và gặp một người đàn ông đang bẫy cá. Cậu đệ tử ngay lập tức chạy lại và khuyên ông ta nên dừng việc đó lại. Cậu bắt đầu thuyết giảng về nhân sinh, về thiện ác trên đời. Thế nhưng người kia không quá bận tâm, vì ông ta đang cần mẻ cá này để đem về nuôi sống gia đình mình. Thấy người câu cá không lắng nghe, chú ta bắt đầu nóng giận và trách mắng. Hai người cãi nhau qua lại một lúc, cho tới khi vị thiền sư lại gần, kéo đệ tử của mình ra, rồi nói nhẹ nhàng. Công việc của những người tu hành như chúng ta là để giảng giải, không phải để chê trách người khác. Nhưng nếu không có ai đứng ra trừng phạt ông ta, thì ông ấy vẫn tiếp tục phạm sai lầm như thế à? Con không phải lo nghĩ đâu, thần Phật ở trên cao sẽ nhìn thấu tất cả. Ai làm sai rồi cũng sẽ phải nhận hậu quả của mình thôi. Do đó, con chớ xen vào việc của người khác. Con mắng nhiếc người ta là không phải rồi. Chú Tiểu dù không hài lòng lắm với câu trả lời của thầy, nhưng cũng phải đành rời đi. Một vài năm trôi qua, một hôm, vị thiền sư và cậu đệ tử của mình lại có việc đi ngang qua cái ao ngày nào. Lần này họ không nhìn thấy người đàn ông nào, mà chỉ thấy một con rắn bị thương nằm bên mép ao. Trên thân mình của nó là những giọt máu rỉ ra, và từ chỗ đó, những con kiến bắt đầu bò lên, tránh nhau ngấu nghiến cái cơ thể còn đang thoi thóp trong đau đớn quằn quại. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng người đệ tử bỗng dưng trào lên một cảm giác xót xa và thương cảm. Cậu toan định chạy tới giải cứu cho con rắn bất hạnh khỏi kiếp nạn, nhưng lại bị vị thiền sư giữ tay lại. Cảm thấy vô cùng khó hiểu, chú Tiểu đã mạnh dạn hỏi thầy. Thưa sư phụ, lần này con đâu có mắng nhiếc hay trừng phạt người khác à? Con đang làm một việc tốt mà, tại sao người lại ngăn cản con? Con hãy để con rắn phải chịu những gì nó đã gây ra đi. Nếu bây giờ con cứu nó sẽ tiếp tục phải chịu khổ sở trong những kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Vì nó đang phải trả nghiệp cho những gì mà nó gây ra. Thấy tò mò, người đệ tử hỏi lại thầy của mình. Thưa sư phụ, con rắn đã làm gì mà phải chịu kiếp nạn như thế này ạ? Kiếp trước, nó chính là người đã đặt cái bẫy cá mà từng tranh cãi với con năm trước đấy. Những con kiến bây giờ chính là những con cá bị anh ta bắt được. Quả là công lý thực là kỳ lạ. Mỗi một khoảnh khắc mà con chứng kiến trong cuộc sống này đều hoặc là nhân hoặc là quả. Ai làm việc tốt hay việc xấu thì sẽ đều nhận được kết quả mà hành động đó đã gây ra. Trong cuốn kinh Vệ Đà, chúng ta đã được dạy rằng phải luôn luôn nhớ những việc mình làm và nghĩ về những điều đó, vì ta sẽ phải chịu những kết quả mà nó mang lại. Mỗi một khoảnh khắc của cuộc đời đều vô cùng quý giá, đừng lãng phí nó vào những việc xấu. Sau khi nghe sư phụ giảng giải, người đệ tử vẫn chưa hết thắc mắc. Thưa sư phụ, vậy mỗi khi có người gặp nạn là do họ phải trả giá cho hành động của mình. Vậy, chúng ta không nên giúp đỡ họ hay sao?
Vị thiền sư mỉm cười từ tốn giải thích. Không, mỗi khi con thấy ai đó gặp khó khăn, hãy giúp họ. Lần này ta bảo không giúp, vì ta đã nhìn thấy tiền kiếp của con rắn và không muốn nó lại phải chịu sự đọa đày trong kiếp sau. Còn nếu ta không biết gì, nhìn thấy người khác gặp khó khăn mà không cứu giúp, thì đó lại là tội lỗi của ta. Cuối cùng, bao thắc mắc trong lòng của người đệ tử cũng đã được giải đáp. Ta gặp nạn để trả giá cho lỗi lầm của chính mình. Mỗi khi gặp nạn, chúng ta thường cố gắng tìm cách giải thích là vì mình bị xui, do người này xấu tính, người kia o ép, hay thời kỳ chưa chín mùi, vân vân. Dù cho rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng ít người tự nhận trách nhiệm của mình trong đó. Thế nên, họ không chỉ chịu khổ về hoàn cảnh hiện tại, mà còn cả ở tâm lý nữa. Luôn có cảm giác bị dằn vặt, khó chịu, bất an từ trong tâm của mình. Ta nên hiểu rằng, theo luật nhân quả, việc ta phải nhận về ác nghiệp ở hiện tại đều được giải thích là do ta đã tự mình gây ra trong quá khứ, dù ta có nhớ hay không. Cho nên, không thể quán thán hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Hơn nữa, bạn cũng có thể tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao con người ta khổ sở qua câu chuyện của vị chú tiểu vừa kể ở trên. Thực tế cho thấy, ta gieo gì thì gặt nấy, có muốn trốn tránh thì cũng vô ích, vì luật nhân quả rất công bằng với bất cứ ai. Thậm chí khi ta tìm hiểu về cuộc đời của Đức Thế Tôn, cũng đã biết rằng anh họ rấp tâm hãm hại Đức Phật trong gần như hết cả cuộc đời của Ngài, cũng chỉ vì nhân duyên trong tiền kiếp. Vì thế, ngay từ cuộc sống hiện tại này, hãy cố gắng làm nhiều việc thiện, việc lành. Chẳng cần mong ai đó ghi nhận làm gì. Chỉ cần trời biết, đất biết, ta biết là đủ. Thời gian là thứ quý giá nhất ta có trong cuộc sống này. Do đó, đừng lãng phí bất cứ khoảnh khắc để làm việc vô nghĩa. Đừng lãng phí nó vào những việc xấu xa. Nếu ta không thức tỉnh, không tự răn mình để sửa đổi, thì ta cũng sẽ như anh họ của Ngài Đề Bà Đạt Đa, chỉ suốt ngày rước khổ sở và đau đớn tủi nhục về mình. Anh ta suốt ngày rấp tâm, cố làm hại Đức Phật mãi không được. Trong khi đó, Đức Phật vẫn có cuộc sống an nhiên tự tại, Ngài vô tư, thoải mái suốt cuộc đời, không cần quan tâm mình có đang bị tiểu nhân hãm hại hay không. Ta vốn chẳng thể hoàn hảo, nên vẫn thường xuyên phạm phải sai lầm. Nhưng điều quan trọng là biết ăn năn hối lỗi, biết phải chịu rắc rối do nhân xấu của mình đã gieo, thì hãy cam tâm tình nguyện chịu hình phạt tương ứng. Có thể thấy, ngay cả những rắc rối mà Đức Phật phải lãnh chịu trong thời kỳ còn ở cõi Ta Bà không phải là ít. Tất cả đều xuất phát từ những sai lầm do Ngài phạm phải, bao gồm cả việc ăn phải cháo nấm độc khi đó. Thuần Đà thực tâm muốn cúng dường cho Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, đã tự tay vào rừng, lựa từng cây nấm nấu lên bát canh thơm ngon ấy là tấm lòng thành kính trước Đức Phật của ông. Thuần Đà không hề biết trong số nấm mình hái có nấm độc. Vì thế, việc dâng cúng lên Phật chỉ là vô tình, hoàn toàn xuất phát từ tâm thiện. Người không biết thì không có tội. Hơn nữa, việc Phật nhập diệt đã có điềm báo từ trước. Kể cả không có bát canh nấm kia, nhưng Phật biết rằng đó là quả của mình phải nhận do những việc bản thân mình đã vô tình làm sai trước đây, nên vẫn vui vẻ đón nhận bát canh có độc ấy, không một lời oán thán. Nhìn về ta ở hiện tại, nếu gặp khó khăn mà ta không hiểu được nguyên do, ta càng cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hơn, vì luôn tự hỏi tại sao lại là ta. Thế nhưng khi hiểu sâu về nhân quả, dù ta không biết rõ mối duyên nào khiến ta lao đao khổ sở, nhưng hãy cứ nghĩ rằng
âu cũng là ta đành phải chịu hình phạt của mình đã gây ra. Từ cách nghĩ ấy mà khó khăn hiện tại to lớn cỡ nào cũng nhờ đó mà hóa nhỏ. Ta cũng cảm thấy an nhiên hơn giữa cuộc đời này, chẳng còn sợ hãi trước những bi ai của cuộc sống nữa. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh dối trá, mà hãy sống chân thật với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người, đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đẹp, bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị đắng cay tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời qua mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lọc lừa. Mỗi người có một số phận riêng. Thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức, chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai, im lặng làm vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khẩu nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất, không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ,
là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được 3 bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi người bị sỉ nhục và chỉ trích lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua, càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà dội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi,
không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ, bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách, con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc dậy già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm. Hàn Tín cam chịu nỗi khổ nhục chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được nhìn sự phiền, thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi vạn kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân quán hết thì đường ai nấy bước, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất, ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên, thế nên xem nhẹ được mất, ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau, đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Lời dạy về nhân quả, nghe để giảm nghiệp và hưởng phước báo. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống của chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo
thì nghèo, người có số xấu thì xấu. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh, biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa, thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành, dữ, khổ, vui hoặc vô trí, sang hèn đều có nhân đời trước, chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng nhất. Có những người sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần, cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không thể giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Điều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng sinh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia cũng hồi nghiêng trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy, hàng triệu người không ai giống ai. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Dương, Ngài nói: ông có biết trong hội này và trong biển cả bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi đây mỗi người đều có tâm tư suy nghĩ sai biệt nhau nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sinh đôi giống y nhau nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc biết là bệnh nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp. Vì Phật dạy nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt. Nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Có người không hiểu, yếu đuối, cứ an phận với nghiệp lực nên than: sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sinh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người.
Phật hiện ra nơi đời sống như chúng ta, không phải trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ là Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua. Rồi Thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, hình ảnh cho Ngài tỉnh. Ngài hỏi Sa Môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được Sa Môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả tự nhân mà có. Như các nhà bác học thấy bệnh chó dại, phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại, trừ việc đó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí giữ thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên, đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Bột Kiền Liên, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, việc chuyển được chứ không phải là cố định. Mọi người chúng ta khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sinh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm đó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa Phật là người giác ngộ, chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác, sẽ bảo Đức Phật có cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Mai Gia, vợ tên là Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác, vì Phật làm gì có vợ có con. Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung rồi dược thành xuất gia đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy thật là một bậc toàn giác, từ một con người thường sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm cho rằng tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy Phật ra đời làm gì? Phật ra đời chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân, ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 nắm tay của người sâu thành chuỗi đeo, sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ nên đi báo cho ông hay, nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 ngón tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên quá độ và không muốn ông mang tội đại ngỗ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông được theo Phật. Nhưng sao thấy Phật dần cách xa nên mới la lên: Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo:
ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi, ngài đang đi, tôi chạy không kịp, mà nói dừng khi nào? Phật bảo, ta dừng đây là dừng những tâm tham sân sát nghiệp, những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó, Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ, sau đó Phật thuyết pháp giáo hóa cho ông và ông chứng A-la-hán, giải thoát nghiệp sanh tử. Như vậy, một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo Ni Liên Qua Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được ngày một kiền liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm, tôn giả một kiền liên đi khất thực ngang khu vườn, có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc gợi chuyện muốn chọc phá ngài. Tôn giả một kiền liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên ngài nói, thật đáng thương cho cô, tuy hình dáng bên ngoài đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không chừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế, dùng dãy trong bùn nhơ như con voi già đang sa lầy, dùng dãy chừng nào nó càng lún sâu chừng đấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa, bạch tôn giả, ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được ngài. Tôi nghe danh ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được gì, với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo. Tôn giả một kiền liên liền an ủi, cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh. Tôn giả một kiền liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa rằng tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch hết nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa, tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp. Tôi kể ra, tôn giả bỏ chạy. Tôn giả một kiền liên nghe vậy cũng cố an ủi, cô hãy nói ra đi. Cô nói, tôi tên là Liên Hoa, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Satila. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi. Nhưng không lâu, cha tôi qua đời. Bà mẹ kế tư thông với chồng tôi. Biết được việc này, tôi quá đau lòng. Lúc ấy, tôi sinh một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó, tôi tái giá với một người ở tỉnh khác. Anh ta là một thương gia. Một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Sa Thi Lai trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người khác cho biết và nổi máu ghen. Tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận, gieo đau khổ cho người. Bây giờ tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả một kiền liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân quả, do nhân đời trước đã tạo nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa tỉnh ngộ,
mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó, bà được Phật độ tu hành, chứng thánh vị A-la-hán. Đây là bài học đánh thức cho mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy, thì tánh giác cũng không mất. Như nhà Phật có câu, giết chúng sinh dai, hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người giết sinh ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành, có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì, số phận định mệnh có thể chuyển, chứ không phải an bài như nhiều người đã nghĩ. Liên qua, tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay, tội lỗi đâu nhiều. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển quá, thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh thì làm cho nó phát triển hơn. Giống như làm ruộng vườn, trồng nhiều hoa quả, cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả, rau cải thì cỏ hoang mọc. Chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì tiềm ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta tu để vươn lên, chuyển nghiệp mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. 10 điều tâm niệm của Đức Phật. Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những bất trắc, bất như ý. Con người phải bon chen quanh năm suốt tháng để sống còn, phải tranh đấu một cách vất vả để vươn lên, để vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, những bước thăng trầm của thế sự. Con người thường mang tâm trạng hoang mang, lo âu, sợ hãi khi hướng về tương lai. Không biết rồi đây, ngày mai, mình sẽ ra sao? Cuộc đời mình sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra cho mình và cho người thân của mình? Cho nên, con người thường mong muốn mọi chuyện được bình yên, suôn sẻ, may mắn. Chuyện gì cũng đều tốt đẹp như ý. Lòng mong muốn cao độ đó thường dẫn tới sự cầu nguyện giáng sinh trời Phật ban cho những điều mơ ước vượt tầm tay, tưởng chừng như ngoài khả năng của con người. Chúng ta cần nên biết rằng Đức Phật không phải là thần linh chuyên ban phước lành, ban ân sủng cho mọi người. Cũng không có lý do nào Đức Phật ban phước lành riêng cho mình mà không ban cho người khác. Thực ra Đạo Phật giảng dạy nhiều phương pháp hành trì gọi là vô lượng pháp môn, để giúp con người tự lực, mạnh mẽ, vượt lên trên mọi sóng gió phiền não, khổ đau của cuộc đời, bước ra khỏi dòng trầm luân sanh tử, tự tạo cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp, nghĩa là chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chúng ta bằng cách học, hiểu những lời dạy của Đức Phật và đem áp dụng cho cuộc sống hàng ngày, để thấy được sự mầu nhiệm của chánh pháp, để tự cứu mình và giúp đỡ người khác. Trong kinh sách của Phật giáo, những lời dạy quý báu có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, vượt qua những bước thăng trầm của thế sự, được ghi chép khắp nơi. Chẳng hạn như trong Luận Bảo Dương Tam Muội, chúng ta có 10 điều tâm niệm cần nên thường xuyên chiêm nghiệm, suy tư, nghĩ tưởng luôn luôn, để mỗi khi bát phong ập đến, nghĩa là sóng gió của cuộc đời dồn dập xảy ra, chúng ta có thể đối phó, ứng xử một cách dễ dàng hơn, không bị nhận chìm trong biển nước mắt của phiền não và khổ đau. Điều thứ nhất trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu mong bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Tại sao vậy? Bởi vì khi nào con người còn mang tấm thân tứ đại này thì còn đau khổ vì bệnh tật. Tấm thân tứ đại bao gồm
đất nước, gió lửa thường xuyên chống trái nhau, gây đau đớn, khổ sở cho con người. Người nào có phước nhiều thì ít bệnh, người nào ít phước, kém phước, bạc phước thì bệnh tật triền miên. Cho đến khi hết duyên ở đời, con người phải ra đi, nhưng tấm thân tứ đại này thì để lại tan rã và trở về với tứ đại trong trời đất. Cát bụi lại trở về với cát bụi, thế thôi. Người nào tạo phước nhiều thì ra đi dễ dàng, nhẹ nhàng, êm thấm. Người nào tạo nghiệp nhiều thì ra đi khó khăn, hành hạ thân xác, khổ lụy người thân. Con người không ai mong cầu bệnh khổ. Cho dù cầu mong không bệnh khổ, nhưng bệnh khổ vẫn cứ đến. Nếu không có bệnh khổ, con người khỏe mạnh thường sinh dục vọng khó kiềm chế. Thỏa mãn những dục vọng này, con người gây thêm biết bao nhiêu là nghiệp báo, để rồi phải đền trả. Cho nên phải lăn lộn trong biết bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử, bao giờ mới có thể dứt, có thể thoát ra được. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng cầu không bệnh khổ, nên coi bệnh khổ như là món thuốc thần và tiên dược để điều trị những dục vọng trong tâm thức của chúng ta. Dục vọng càng nhiều chừng nào, con người càng phiền não và khổ đau chừng ấy. Đạo Phật là đạo cứu khổ nhân loại. Phật Pháp có công năng điều trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có muôn ngàn tâm bệnh, thì Phật Pháp có 84.000 pháp môn đối trị. Chẳng hạn như người hay tham lam, bỏng sẻn, thì pháp đối trị là hành bố thí. Người nào hiểu được hành bố thí đem lại vô lượng vô biên phước báo, và thực hành được hành bố thí hàng ngày, thì tâm tham lam, bỏng sẻn sẽ giảm đi nhiều. Chẳng hạn như người hay nóng giận, thì pháp đối trị là quán từ bi. Con người tăng trưởng tâm từ bi được, thì những cơn nóng giận sẽ giảm đi rất nhiều. Cặp mắt con người có tâm từ bi luôn luôn thương nhìn cuộc đời, cư xử nhẹ nhàng, dễ dãi với mọi người chung quanh, khó nổi cơn sân với những lỗi lầm sai trái của người khác, không lợi dụng lòng từ bi của mọi người. Các bậc phụ huynh cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể giữ gìn được hạnh phúc trong gia đình. Các nhà giáo cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương yêu, dạy dỗ học sinh như con ruột của chính mình. Các nhà tu hành có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương xót chúng sanh đang trầm luân đau khổ, phát nguyện tu hành tinh tấn để tự độ và độ tha, sẵn sàng hy sinh phục vụ nhân loại. Chẳng hạn như người hay cố chấp, sống để dạ chết mang theo. Những lời người khác nói mít lòng thì pháp đối trị là tâm hỷ xả. Người nào hiểu được rằng chứa chấp càng nhiều trong tâm thức của mình thì càng bị trầm luân trong sanh tử luân hồi, trong phiền não và khổ đau, chẳng ích lợi gì. Bèn cố gắng phát triển tâm hỷ xả, tự khắc sẽ cảm thấy khinh an nhẹ nhàng, mắt sẽ nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn, cuộc sống sẽ an lạc hơn. Điều thứ hai trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy, hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì vãng sinh cầu khẩn thực sự có được gì đâu. Con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên cuộc sống kiếp này mới gặp nhiều hoạn nạn bất trắc, bất như ý. Muốn cuộc sống bớt hoạn nạn, vui nhiều hơn khổ, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm phước tạo phước, kiếm phước nhiều hơn. Đừng làm người khác đau khổ, dù bằng hành động, lời nói hay ngay cả trong ý nghĩ cũng vậy. Chúng ta nên nhớ rằng chỉ có phước báo mới có thể che chở chúng ta qua những cơn hoạn nạn mà thôi. Không có trời Phật nào cứu chúng ta khi gặp hoạn nạn được đâu. Cũng như chỉ có chiếc ghe mới có thể chở chúng ta qua sông mà không bị thấm nước vậy. Con người không ai cầu mong hoạn nạn. Cho dù mong cầu không hoạn nạn, nhưng hoạn nạn vẫn cứ tới. Nguyên do là chúng ta phải đền trả
những nghiệp báo đã tạo từ trước, không ai có thể tránh khỏi. Những người nào sống ở trên đời không gặp hoạn nạn, làm việc gì cũng thành công dễ dàng, người đó thường sanh tâm kiêu căng ngạo mạn, phách lối, tiêu xài xa xỉ, khinh thường thế nhân, nghi kỵ mọi người, khiến mọi người xa lánh, không ai muốn gần gũi thân cận, thì chẳng lợi ích gì. Khi gặp hoạn nạn, con người thường không còn tâm kiêu căng. Vì kiêu căng thì gặp hoạn nạn, không còn xa hoa phung phí, tâm không còn duyên theo cảnh trần, không còn dễ nổi lòng tham lam, không còn dễ sân hận, không còn si mê lầm lẫn. Bởi vì tham thì gặp nạn, sân thì gặp nạn, ngu thì gặp nạn. Nghĩa là hoạn nạn giúp cho con người sớm giải thoát khỏi những trói buộc của tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi kỵ, chính là ý nghĩa đó vậy. Hơn nữa, trong cuộc sống phức tạp, nhiều khi gặp hoạn nạn này, có thể chúng ta tránh được hoạn nạn khác lớn hơn. Thí dụ như có người vì thua bạc nên mất vé tàu đi du lịch, cho nên thoát chết. Vì chuyến tàu đó bị chìm đắm ngoài biển khơi. Nghĩa là có khi trong hoạn nạn, chúng ta có thể tìm được sự may mắn hay bài học hoặc kinh nghiệm nào đó vậy. Không có chuyện gì hoàn toàn xui xẻo, không có chuyện gì hoàn toàn may mắn cả. Chẳng hạn như trúng số độc nắc có thể giúp chúng ta mua nhà tậu xe, làm ăn buôn bán, cũng có thể gây bất hòa trong gia đạo, làm cho gia đình tan nát, hay trộm cướp viếng thăm, hoặc mừng quá nghỉ thở luôn. Chẳng hạn như tu tội gian khổ đối với bậc thánh nhân phi phàm là cơ hội tốt nhất để rèn luyện tâm tánh, để suy tư sáng tác những tác phẩm để đời. Biết bao nhiêu bậc vĩ nhân hiền triết trên thế giới xuất thân từ ngục tù. Còn đối với kẻ hèn yếu, hoạn nạn chính là địa ngục trần gian, nhận chìm họ trong biển khổ đau phiền não. Điều thứ ba trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Hãy lấy khúc mắc làm thú vị. Tại sao vậy? Bởi vì tâm tánh của chúng ta vì duyên theo cảnh trần, cho nên không cố định, thường xuyên thay đổi. Gặp cảnh thuận lòng vừa ý, tâm trạng của chúng ta vui tươi hớn hở, hỷ hạ, hân hoan hài lòng. Gặp cảnh trái tai gai mắt, tâm trạng của chúng ta nổi sóng gió ngay. Nhẹ thì còn giữ được trong lòng, nặng thì phun ra miệng những cơn bực dọc, tức tối. Gặp đối phương biết nhẫn nhịn thì mọi việc còn có thể êm xuôi, qua chuyện. Gặp phải người cứng cổ, can trường, ngoan cố thì câu chuyện không biết sẽ kết thúc như thế nào. Có thể người đi nhà thương hay vào nhà xác, còn người khác thì đi nhà tù. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: căn bản của sanh tử luân hồi là dòng tâm. Căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chơn tâm. Nghĩa là tâm tánh của chúng ta luôn luôn xao xuyến, loạn động, bất an, được gọi là vọng tâm. Tức là tâm vọng động vì duyên theo cảnh trần. Lúc tâm trạng buồn thảm thê lương thì chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Trái lại, khi trong lòng thấy vui, có niềm hoan hỷ, chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh dường như đang chia sẻ niềm vui hân hoan đó với chúng ta. Chính vọng tâm là căn bản của sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì vọng tâm lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, lúc tốt, lúc xấu, lúc nghĩ chuyện đông, lúc nghĩ chuyện tây, lúc nghĩ chuyện hiện tại, lúc nghĩ chuyện quá khứ, vị lai, lúc dày, lúc khác, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất, sanh diệt liên miên trong từng sát na, trong từng giây phút, ví như con ngựa chạy lung tung, linh tinh lang tang khắp chốn, ví như con dượng chuyển từ cành cây này sang cành cây khác khắp nơi vậy. Vọng tâm là động lực chính dẫn dắt chúng ta sanh tạo nghiệp trong dòng sanh tử luân hồi. Muốn tâm được an, mỗi khi vọng tâm khởi lên, chúng ta nhận biết ngay, dừng lại ngay lập tức, đừng theo đuổi nó, thì được giải thoát khỏi những hệ lụy ưu phiền sau đó.
phiền não và khổ đau sẽ không đến. Khi sống ở đời, tiếp xúc với mọi cảnh, mọi sự, mọi việc, vẫn sinh hoạt như bao nhiêu người khác, nhưng tâm vẫn như an định, không xao xuyến, không loạn động, tức là chúng ta đang sống trong cảnh giới niết bàn an lạc, tịch diệt. Nói cách khác, lúc đó chúng ta sống với chân tâm đó vậy. Chân tâm ví như mặt biển yên lặng, phẳng lờ, rộng rãi, bao la bát ngát. Vọng tâm ví như những ngọn sóng do gió thổi gây nên. Gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió mạnh sóng to. Sách có câu: tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an. Tục ngữ có câu: dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Nghĩa là tâm tánh của con người biến thiên không cùng, lòng dạ con người còn khó dò hơn sông hơn biển. Cho nên khi cứu xét tâm tánh, chúng ta không thể nào tránh được những khúc mắc. Chúng ta đừng nản lòng vì những khúc mắc đó, bởi vì những khúc mắc đó giúp chúng ta thêm nhiều thú vị, hăng hái hơn trên bước đường tu tâm dưỡng tánh, xả bỏ những tạp niệm, vọng tâm, loạn tưởng. Chúng ta luôn luôn thúc liễm thân tâm trong từng giây phút. Đừng để vọng tâm dối gạt, nghĩ rằng mình tu đã khá lắm rồi, đã hiền thiện lắm rồi, đã đạt được điều này, điều nọ. Có những lúc chúng ta làm những điều bất thiện, lợi mình hại người, kiện thưa người khác, đòi bồi thường bạc triệu, đó là lòng tham lam. Chúng ta đem bố thí hay cúng chùa vài chục bạc, vọng tâm dối gạt mình, thế là xong, hết tội rồi. Trong thiền tông, chư tổ dạy chúng ta phải sống trong tỉnh thức hay sống trong chánh niệm, chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ tư trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu mong ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Hãy lấy ma quân làm bạn đạo. Tại sao vậy? Bởi vì ma chướng ở đây có nghĩa là những lời khen tiếng chê, là danh thơm hay là tiếng xấu. Nếu chúng ta có thể coi những người khen chê như những người giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu tập, rèn luyện tâm tánh, thì chính họ là bạn đạo, là thiện hữu tri thức, là Bồ Tát nghịch hạnh, là giám khảo trên đường đạo của chúng ta vậy. Bởi vì ma chướng ở đây cũng có nghĩa là những sóng gió của cuộc đời, những chuyện phiền não, khổ đau, những chuyện thị phi phải quấy, những chuyện bất trắc, bất như ý, những chuyện lăng xăng lộn xộn hàng ngày. Thông suốt được như vậy, chí nguyện của chúng ta mới kiên cường, không thoái chuyển. Khi gặp lời khen tiếng chê, danh thơm hay là tiếng xấu, khi gặp bát phong của cuộc đời và tâm trí của chúng ta mới không bị dao động. Chúng ta không ai mong cầu ma chướng, cho dù cầu mong không ma chướng, nhưng ma chướng vẫn cứ tới đều đều. Trên đời này có thiếu gì những kẻ luôn luôn dòm ngó người khác để vạch lá tìm sâu, để bới lông tìm vết, trong khi bản thân họ thì đủ thứ thói hư tật xấu. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: khi lên tiếng phê bình lỗi của người khác thì lỗi của mình ở ngay bên chân rồi đó vậy. Tuy nhiên, dù ma chướng có tới thường xuyên cỡ nào, nếu biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta cũng có thể chấp nhận được, chịu đựng được, coi đó như là những thử thách cần thiết để nhắc nhở chúng ta rèn luyện tâm tánh, chuyển hóa cuộc sống từ phiền não, khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Sách có câu: ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ năm trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Hãy lấy khó khăn làm thích thú. Tại sao vậy? Bởi vì việc làm nào càng khó khăn, càng gian khổ bao nhiêu mà chúng ta có thể vượt qua, đạt được thành công thắng lợi, thì việc làm đó càng vinh quang, hiển hách bấy nhiêu. Chẳng hạn như bài toán càng khó khăn bao nhiêu, khi giải được, tìm được kết quả, càng thích thú bấy nhiêu. Việc làm nào dễ thành chỉ là những việc làm tầm thường, không có giá trị cao,
hoặc người thực hiện có thừa khả năng, cho nên dễ sanh ra khinh thường mọi việc, kiêu ngạo coi trời bằng nắp dung. Ở trên thế gian có nhiều việc rất khó khăn, ít người thành đạt, chẳng hạn như thi đậu bằng cấp này bằng cấp kia, tìm ra món thuốc điều trị mới, phát minh ra máy móc hiện đại tối tân, sáng chế ra cách thức làm việc khoa học hơn, đem lại năng suất cao hơn. Các bậc anh hùng cứu quốc có thể đem lại độc lập, tự do, no ấm cho một dân tộc. Không phải ai ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Trên phương diện xuất thế gian, việc tu tâm dưỡng tánh cũng vậy. Nếu ai ai tu tập sơ sài cũng có thể thành Phật được, thì quả vị Phật đâu còn giá trị bao nhiêu. Một vị Phật ra đời đem lại phước báo, ích lợi cho biết bao nhiêu chúng sanh, trong biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, không thể nghĩ bàn. Có những người tu hành đạt được vài thành quả nhỏ nhoi, cũng tưởng đâu đã thành Phật, thành Thánh Nhân, không ai bằng. Điều thứ 6 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ. Tại sao vậy? Bởi vì những mối lợi dù nhỏ dù lớn trên thế gian cũng đều là những mục tiêu tranh giành chiếm đoạt của bao nhiêu người. Người đời thường không ngại ngùng dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh danh đoạt lợi, cho nên bất chấp đạo nghĩa luân lý, tình thương quan hệ. Có người sẵn sàng thượng đội hạ đạp, chà đạp mọi người chung quanh chỉ vì chút danh lợi nhỏ nhoi. Danh lợi ở đời ví như những miếng mồi câu cá. Cá nhỏ tới ăn miếng mồi liền bị cá lớn đớp gọn. Cá lớn đớp cá nhỏ xong thì bị lưới lên ghe ngay tức thì. Có người chán danh lợi thế gian hoặc không đủ khả năng tranh đua kiếm sống ngoài đời, bèn đi tìm danh lợi trong chốn thiền môn, thiệt là tội nghiệp. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: khi tới ngã ba đường, nếu thấy cái cây đầy trái chín mọng không ai hái ăn thì nên hiểu rằng đó là trái độc. Nghĩa là ở đời không có mối lợi lớn nhỏ nào dành sẵn cho mình hưởng hay người khác đem dâng tặng mình mà không có cái bẫy rập độc hại bên trong, bên dưới hay phía sau chờ đợi người tham lam, mê muội, thiếu suy nghĩ. Người đời thường thả con thép để bắt con tôm. Người nào tham lợi lớn, ham lợi nhiều, thường hay bị lợi dụng, bị sập bẫy một cách dễ dàng. Ví như cá thường hay cắn câu vậy. Cũng như những người không cố gắng tu tâm dưỡng tánh, không chịu học hiểu chánh pháp, không làm lợi ích gì cho chúng sanh, cho đạo pháp, chỉ tham danh lợi, thích sung sướng, thì quả báo, nghiệp báo tới liền sau đó. Trong phạm vi gia đình, nếu vợ chồng con cái giao tiếp với nhau hàng ngày mà không biết thương yêu nhau, không biết nghĩ đến nhau, không biết hy sinh cho nhau, người nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của mình, chỉ nghĩ đến sự sung sướng bản thân, thì còn gì là đạo nghĩa vợ chồng, còn gì là tình cha con, còn gì là mẫu tử tình thâm, còn gì gọi là hạnh phúc gia đình. Trong phạm vi xã hội, trong lúc giao thiệp tiếp xúc hàng ngày, người nào chỉ nghĩ đến, chỉ mong cầu lợi cho mình, bất chấp hại người, người đó làm sao sống hòa thuận yên ổn vui vẻ với những người chung quanh. Người quá ích kỷ như vậy, làm sao kết bạn được với ai, làm sao sống cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự chỉ có với những người biết hai chữ hy sinh mà thôi. Trong cuộc đời, những kẻ ích kỷ tệ bạc, chỉ biết lợi mình, bất chấp hại người, chẳng kể nhân tình, chẳng màng đạo nghĩa, nhiều không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Nhưng chính những người như vậy lại là kẻ giúp đỡ người biết tu tâm dưỡng tính để rèn luyện tâm tánh của mình. Có gặp những kẻ tệ bạc như vậy mà tâm trí của chúng ta vẫn như bất động, bình tĩnh, thản nhiên, mới biết được công phu tu tập của mình đến đâu. Nếu tất cả mọi người đều tốt, đều hiền thiện, đều biết đạo nghĩa thì chúng ta đâu biết tâm mình ra sao. Bởi vậy cho nên, người nào thực sự muốn phát tâm tu học thì ngay cuộc đời này, ngay cõi ta bà ngũ trược ác thế này,
chính là trường tu tốt nhất vậy. Không cần phải đợi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới chịu bắt đầu tu. Tại sao vậy? Bởi vì cõi Tây Phương Cực Lạc, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong Kinh A Di Đà, là nơi chỉ toàn bậc thánh nhân, chư thượng thiện nhân câu hội, đâu cần phải tu làm gì nữa, đâu có chỗ chứa hạng phàm phu không chịu tu. Điều thứ bảy trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Hãy lấy người chống đối làm nơi giao du. Tại sao vậy? Bởi vì sách có câu: năm người mười ý, đâu ai có ý kiến giống ai. Mỗi người thường có ít nhất hai ý kiến trong cùng một vấn đề, nay vậy mai khác, thì làm sao bắt buộc người khác phải thuận theo ý mình? Tại sao mình lại không thuận theo ý người khác? Con người vì sự cố chấp chấp chặt như vậy cho nên phiền não và khổ đau dài dài. Trong gia đình, nếu người chồng hay người vợ cố chấp bảo thủ ý kiến riêng của mình thì làm sao gia đình đó có được hạnh phúc? Cái gì của mình cũng đúng, cũng hay, cũng nhất cả thì làm sao chịu nghe ý kiến của người khác? Cha mẹ và con cái thuộc hai thế hệ khác nhau thì tất nhiên ý kiến, suy nghĩ, hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt, tất cả đều khác nhau, không thể khai trừ nhau, cho nên phải tùy thuận nhau mà sống mới có được hạnh phúc trong gia đình. Trong thập đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, điều thứ 9 dạy rằng: hằng thuận chúng sanh chính là nghĩa đó vậy. Tuy nhiên, tùy thuận chúng sanh không có nghĩa là một người trong gia đình có lòng tham lam, xúi dục cả gia đình tham lam theo, bất chấp thủ đoạn lợi mình hại người. Trong phạm chi suốt thế gian, người tu theo pháp môn này chê bai pháp môn khác cũng đều không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì đạo Phật có nhiều pháp môn tương ứng, thích hợp tùy theo căn cơ, trình độ, hoàn cảnh, sở thích của mỗi người để mọi người đều có thể tu tập được. Chúng ta không nên nghĩ mọi người phải tu như mình, hành như mình mới là đúng. Ý nghĩ như vậy, tư tưởng như vậy chỉ làm cho chúng ta càng ngày trở nên kiêu căng, phách lối, ngạo mạn, chê người khinh đời. Trái lại, chúng ta nên giao du với những người chống đối, trái ý, để luôn luôn suy xét, hoàn chỉnh ý kiến của mình, chuyển hóa tâm tánh của mình, để học hỏi thêm cái hay, cái tốt của họ. Nhờ có những người nghịch ý, chống đối như vậy, chúng ta bớt lòng kiêu căng. Ví như chiếc xe có máy móc để chạy, cũng cần có cái thắng mới hữu dụng vậy. Nếu không có cái thắng, chắc chắn có ngày cũng lọt xuống hố mà thôi. Điều thứ 8 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. Hãy coi thi ân như đôi dép bỏ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thi ân làm ơn vì lòng tốt, chứ không phải vì muốn được cảm ơn, nhớ ơn hay đền ơn. Làm ơn mà muốn được cảm ơn, muốn được nhớ ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì danh tiếng mới chịu làm. Làm ơn mà muốn được đền ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì lợi lộc mới chịu làm. Làm ơn như vậy chẳng có phước báo gì, chẳng được người khác mang ơn, mà còn chuốc lấy oán hờn, thù ghét, chuốc lấy ưu phiền, bực tức khi gặp mặt kẻ vô ơn bạc nghĩa. Làm ơn như vậy rõ ràng là có mưu đồ. Làm ơn thì ít, mà muốn được đền ơn gấp bội phần. Chẳng hạn như khi đến phúng điếu giúp đỡ tăng quyến người khác chẳng bao nhiêu, lại muốn được trả công bội hộ ở nước thiên đàng thì quả là tham lam quá xá. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy: thi ân bố thí bất trụ tướng, phước đức bất khả tư lượng. Nghĩa là chúng ta làm ơn bố thí nhưng không chấp mình là người ban ơn làm phước, không thấy có người thọ nhận việc phước mình làm, không nhớ mình làm phước giúp đỡ điều gì, không tính mình giúp đỡ bao nhiêu người. Được như vậy, chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên, tâm trí không bất an vì những chuyện phước đã làm, vì gặp những người vô ơn, không tiếc nuối những vật đã đem cho, không ân hận đã giúp đỡ lầm người.
Làm ơn có nghĩa là làm phước tạo phước, cứu đời giúp người khi cần thiết lúc hoạn nạn, chỉ vì lòng tốt, vì tâm lượng từ bi, vì muốn chuyển hóa tâm tánh của chính mình. Thì như vậy mới có thể làm ơn được lâu dài, giúp được nhiều người nhiều lần, và phước báo vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Sách có câu: thi ân bất cầu báo đáp, chính là nghĩa đó vậy. Hàng phục được tâm ý, chuyển hóa được tánh tình như vậy, chúng ta mới có thể phát nguyện độ tất cả chúng sanh, mà không thấy có chúng sanh nào được độ. Cho nên Đức Phật dạy hãy coi thi ân như đôi dép bỏ. Làm ơn làm phước xong rồi thì quên ngay đi, bỏ qua liền, đừng ghi nhớ trong tâm thức cho thêm phần nặng nề. Được như vậy chúng ta mau tiến đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Điều thứ 9 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Hãy tự lấy sự xả lợi làm vinh qua. Tại sao vậy? Bởi vì lợi lộc trên đời thường do tranh đấu, giành giật, bon chen, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp nhân nghĩa, bất chấp đạo lý mới có được. Lợi lộc không từ trên trời rơi xuống, không ở dưới đất trồi lên. Khi thấy có lợi lộc, cả khối người nhào vô sẵn sàng chà đạp, gặt gẫm, loại trừ, giết hại lẫn nhau để chiếm đoạt cho bằng được. Nhiều khi lợi lộc quá lớn lao có thể khiến cho con người đánh mất lương tri, sẵn sàng thanh toán người thân lẫn kẻ thù để nhằm đoạt được mục tiêu mà thôi. Chẳng hạn như một thái tử âm mưu sát hại phụ hoàng để chiếm ngai vàng, con cái giết hại cha mẹ để đoạt gia tài, bạn bè cáo gian để hại lẫn nhau chiếm đoạt tài sản vợ con người khác. Con người vì ham lợi lộc cho nên chuyện gì cũng dám làm, coi lợi lộc như vinh qua phú quý cần phải có trên thế gian để ngẩng mặt nhìn đời cho có quai phong ngon lành. Chính vì thế tâm si mê phải động sai khiến con người làm tất cả mọi chuyện để thỏa mãn lòng tham lam của mình. Con người khi thấy lợi lộc liền nhúng tay vào mà chẳng cần biết hậu quả ra sao, đó chính là tâm si mê vậy. Các sòng bạc được mở ra khắp nơi chính là những cái bẫy khổng lồ nuốt tiền của những người nhẹ dạ ham vui, ham tiền. Hình như ai ai cũng biết như vậy, nhưng người nào cũng vẫn nuôi hy vọng là mối lợi to lớn ở các sòng bạc đó, biết đâu may mắn đến với mình, cho nên mạnh mẽ nhào vô lãnh đủ. Có nhiều người tán gia bại sản, nợ nần tứ tung, nhưng vẫn không chừa, vẫn không biết sợ. Tục ngữ có câu: cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán hết, nợ nần tứ tung. Có cửa nhà để bán trả nợ là còn có phước đó. Người nào muốn tu tâm dưỡng tánh thì phải xả bỏ tâm tham lợi, tâm si mê, phải biết sống cuộc đời thiểu dục trí túc, ít muốn, và biết thế nào là đủ, tâm mới được khinh an, thơi thới, nhẹ nhàng, cuộc sống mới được an lạc, cuộc đời mới được hạnh phúc. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất tri túc giả nhân sử thiên đường diệt bất xứng ý. Nghĩa là người biết thế nào là đủ, không tham lợi lộc, thấy lợi lộc không nhúng tay vào, tuy nằm trên đất nhưng vẫn thấy an lạc, hạnh phúc, bình yên, vui vẻ, chỉ cần biết đủ thì đã quá đủ rồi. Trái lại, người nào không biết thì không bao giờ thấy đủ. Tấm thân tuy được ở trên thiên đường, tiền rừng bạc biển giàu sang sung sướng, nhưng tâm ý vẫn chưa thỏa mãn, cố gắng kiếm cho thiệt là nhiều tiền vẫn chưa chịu thôi, chưa chịu ngưng, chưa chịu ăn hưởng tuổi già gần đất xa trời. Sách cũng có câu: tri túc tiện túc đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn. Nghĩa là biết thế nào là đủ, tức thời được đầy đủ ngay lập tức, không cần phải đợi đến lúc có thiệt nhiều tiền mới thấy đủ. Bao nhiêu mới gọi là nhiều đối với người không biết đủ? Biết thế nào là nhàn, tức thời được nhàn nhã ngay lập tức, không cần phải đợi đến già hay lúc hết. Nói tóm gọn là biết đủ thì đủ, biết nhàn thì nhàn, không biết thì cực khổ tấm thân vậy thôi.
Điều thứ 10 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hành. Tại sao vậy? Bởi vì con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên kiếp này mới gặp nhiều điều oan ức. Cho nên khi gặp chuyện oan ức, không cần phải than trời trách đất gì cả. Muốn cuộc sống bớt những điều oan ức trái ngang, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tính, cần cố gắng làm phước nhiều hơn, cố tránh đừng gieo tiếng oán, đừng loan truyền tin đồn, đừng vu oan giá họa, đừng làm đau khổ cho người khác, dù cho đó là kẻ thù của mình, kẻ mình không ưa cũng vậy. Người nào nói xấu mình bèn tìm đủ cách nói xấu lại cho bỏ ghét. Người nào hại mình bèn tìm đủ cách hại lại nặng hơn cho đáng đời. Người nào không chịu giúp mình, không tốt với mình bèn tìm đủ mọi cách trả thù cho hả giận. Rỉ tai bêu ríu, vu khống cáo gian, vu oan giá họa, kiện cáo tụng đình, cho biết, cho chúng chết luôn, cho chúng mạt luôn, khỏi ngóc lên nổi. Mình cho rằng người ta xấu xa, người ta ác độc, người ta bất chính, người ta bất lương, người ta bất thiện, người ta bất nhân, người ta ác đức, người ta giả mang, mà mình cũng làm y như vậy, chỉ khoác danh nghĩa trả thù, thì mình có khác gì người ta đâu. Phản ứng y chang những điều người đời làm cho mình thật là dễ dàng, còn như nhịn được mới thực sự là khó khăn vô cùng. Nhịn được như vậy chứng tỏ chúng ta không còn chấp mình nhận chịu khổ đau, không còn chấp người tạo đau khổ cho mình, tức là chúng ta đã thấu rõ và hành được giáo lý vô ngã của Đạo Phật. Trong giáo lý vô ngã của Đạo Phật, không có cái gì là ta, nên không có gì là của ta. Đó chính là triết lý cao thượng vô cùng mà chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm hiểu cho thấu đáo, để khi gặp chuyện oan ức trên thế gian này, chúng ta vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh, thản nhiên. Được như vậy, oan ức chính là cửa ngõ tiến vào con đường đạo hạnh. Người nào có nhiều tự ái thường cho rằng ta đây là nhất, cái gì của mình cũng đúng nhất, cái gì liên quan đến mình cũng nhất, chấp nhất từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhặt, chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên, thường thấy lỗi lầm của người khác, không bao giờ cho mình là người có lỗi gì cả. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng tìm đủ mọi cách, diện đủ lý lẽ, đổ lỗi cho người này, đổ thừa cho người kia, tại thế này bị thế khác, chứ không bao giờ tại mình, bởi mình, do mình mà chuyện sai trái xảy ra cả. Người như vậy chính là người có tâm chấp ngã quá cao, cho nên người đó vẫn còn lẩn quẩn trong dòng sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì những người như vậy rất nhạy cảm, phản ứng nhanh lẹ khi tiếp xúc với cảnh trần đời. Một lời nói vô tình, một ý kiến trái nghịch, một việc làm không vừa ý, một cử chỉ vụng về của người khác, tất cả đều có thể khiến cho những người như vậy nổi sân, bực tức, khó chịu, gây gổ, phê phán, bình phẩm, chỉ trích, miệt thị, hơn thua, sống để già, chết mang theo. Nghĩa là dòng tâm của họ khởi lên đều đều mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Những người như vậy thường xuyên sống trong tâm trạng bất an, dòng động, thậm chí đau khổ nhiều thứ, nhiều mặt, bởi vì kho tàng tâm thức chứa nhóm quá nhiều phiền não. Tóm lại, chúng ta nên biết rằng ngoài biển khơi lúc nào cũng có gió thổi. Tùy theo gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió to thì sóng cả. Tâm của ta cũng ví như mặt biển cả, tùy theo bát phong của thế gian thổi đến. Chẳng hạn như lúc thịnh lúc suy, lúc khen lúc chê, lúc danh dự lúc tủi nhục, lúc sung sướng lúc đau khổ. Đối với người không biết tu tâm dưỡng tánh, thường để cho lòng nổi nóng, chìm đắm trong vui mừng tột độ hay đau khổ triền miên. Còn đối với người quyết tâm tu tập thì cố gắng giữ gìn tâm lý bất động bất loạn, như bình tĩnh, thản nhiên trước mọi phong ba của cuộc đời. Được như vậy, chắc chắn đời sống an lạc, hạnh phúc, tâm linh giác ngộ giải thoát. Đó là cảnh giới niết bàn, tịch diệt, chính là mục đích cứu cánh của Đạo Phật. Cánh của Đạo Phật, 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 cánh của Đạo Phật.
Một chút tình quê. Người tha hương lâu ngày, ai mà chẳng nhớ về quê hương mình bằng những hoài niệm và cảm thức của thời gian. Như ta vẫn thấy những thành phố lớn mỗi ngày như một thêm đông và luôn như là điểm hẹn của dòng người tứ xứ, hàng ngày chen chúc và bươn chải trong dòng đời ấy. Người xa quê lắm lúc tưởng như mình lọt thỏm giữa phố phường, đôi khi tình cờ nghe đâu đó âm hưởng giọng nói miền quê mình mà bỗng ấm cả lòng. Tôi cũng là một người con xa xứ, nhưng có lần tôi lại chia sẻ nỗi niềm với một người không phải cùng quê. Tôi gặp và nói chuyện với cụ ngay trên đường phố đông người. Quê bà cụ ở khúc ruột miền Trung, nơi người ta ví đất ở đó là gà ăn muối. Cụ theo con gái đến đất này, rồi ngày ngày với hai túi bánh tráng nướng trên vai độc hành đung đưa khắp phố phường. Bánh tráng thì nhẹ, nhưng chiếc đòn lại oằn đi vì tuổi tác. Cụ nói cụ thương quê lắm, nhớ quê lắm, nhưng cứ ráng làm việc, khi nào đi không nổi nữa thì về quê ăn muối với gà. Giờ cụ còn sức khỏe đi bán là niềm vui, và cũng là để phụ thêm cho hai cháu đang theo học ở hai trường đại học trong thành phố. Cụ kỳ vọng thế hệ mới sẽ thành công hơn, sau này thành tài, sẽ về thay đổi diện mạo vùng quê nghèo. Chưa một lần đến đó, và một vài địa danh mà tôi biết về quê cụ chỉ là nhờ tôi đọc trên sách báo. Nghe tôi hỏi chuyện mà cụ xuýt xoa và hạnh phúc vì tự dưng giữa thành phố có người rạc Nam Bộ lại biết rõ quê mình. Trò chuyện với cụ, tôi còn biết thêm miền đất ấy dù thiên nhiên không ưu đãi, nhưng tấm lòng người quê thật màu mỡ lạc quan. Lòng người quê cụ rộng mở như tấm bánh tráng, luôn phơi bày mọi thứ và chẳng có e ngại điều chi mà che giấu. Và tôi không biết và cũng không dám hỏi là các cháu của cụ đang đi học ở trường đại học ấy có biết và thấu hiểu được tấm lòng và kỳ vọng của các cụ vào thế hệ trẻ hay không. Niềm hạnh phúc của cụ có lẽ cũng chính là nỗi niềm chung của nhiều người xa xứ. Bởi trên chặng đường ngày nay rong ruổi, mấy khi có dịp bày tỏ chút lòng, chút hoài niệm về quê mình bằng cảm thức của thời gian.